Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên bán cho bác và anh em một cái lô mic Micat 3900C. Thì hôm nay là ngày mùng 1 âm các bác nhé. Thì tất cả các bác và anh em đã bước qua cái tháng 7 là cái tháng rất buồn về dịch bệnh, đúng không ạ? Thì mong rằng sang tháng 8 này toàn thể các bác và anh em có một sức khỏe bình an. Thì đây là một cái lô mic Micat MT 3900C có chế độ tự ngắt các bác nhé. Thì em xin báo giá luôn là 1.600.000 một bộ, bên em bao ship. Dòng này thì so với dòng mic Bayer vỉ tím thì chất âm của nó không thua kém gì các bác nhé. Mà đầu thu của nó thiết kế rất đẹp các bác này, rất đẹp, và bên mạch của nó này. Đấy, thì bên em bán hàng thì nhanh gọn, báo giá luôn để cho bác và anh em không phải vòng vo nhiều. Nên là bác nào mà có nhu cầu và có thiện chí mua thì gọi điện trực tiếp bên em để đặt hàng. 1 2 4 5 6 7 0 4 5 6 1 2. Đấy, dòng mic này tiếng của nó cực kỳ sắc nét các bác nhá, đều ba dải với tầm tiền 1.600.000 bao ship. Đấy, lô này thì em có khoảng là 30 bộ các bác nhá, tha hồ cho bác và anh em lựa chọn. Đấy là lô mic Micat 1.600.000 bao ship. Và tiếp theo thì em sẽ xả một số mặt hàng cho bác và anh em. Ví dụ như là con vang DF Audio K306D+ này. Đấy, con này thì các bác và anh em chơi em để cho 1.600.000 bao ship. Con này nhìn thẳng màn hình thì nó hơi bị lóa bác nhé. Còn nhìn nghiêng như này là nhìn rất rõ. Đấy, chỉnh chọt bình thường. Đấy, con này tiếng của nó rất hay rồi. Với tầm tiền 1.600.000 bao ship cái con vang BF Audio K306D+ này. Đấy, bác nào mua gọi điện cho em nhá. Đấy, một con vang. Và tiếp theo em sẽ cho bác và anh em xem một con đẩy men. Đây là đẩy men của hãng BMB các bác nhé. Đấy, con này thì cam kết với các bác và anh em là nguyên zin luôn. Con này để bác nào chơi với giá tiền là 2.500.000 bao không bao ship các bác nhé. 2.500.000 không bao ship con đẩy men này. Đấy, các bác nào chơi con đẩy này thì quá ok luôn. Men mạch sạch đẹp nguyên zin hết, 2.500.000 không bao ship. Đây là đẩy các bác nhé. Đấy, và bác nào mà đang cần một con quản lý nguồn, hôm nay em có một con quản lý nguồn Pro 1018 này. Con này thì có áp bảo vệ đường sau, và con này là hàng 9 ổ cắm các bác nhé, 8 ổ đường sau và 1 ổ đường trước này. Đấy, con này là con quản lý nguồn hàng bãi xịn. Đây, nó có một cái áp đây các bác này, áp bảo vệ và 8 ổ cắm đằng sau. Với giá tiền em báo luôn là 1.400.000 bao ship này. Và đây là có ít vang nữa các bác nhé, vàng lắc DK4.1P. Đấy, con này nó là dòng vàng cơ lai số, giá là 1.000.000 bao ship. Đấy, con vang Thê Tha K3. Đấy, có cổng quang, con này bản tiếng Trung, giá 1.200.000 bao ship. Đấy, và con Connect cũng có cổng quang, giá 1.200.000 bao ship. Và đây là con vang SE5800. Đấy, con này nó là dòng vang cho bác và anh em nghe nhạc và hát tiếng gì vợt các bác nhé, giá 500.000 bao ship con này. Đấy, con này giá 500.000, các bác và anh em ghép âm ly để hát tiếng dì vợt, hay là các bác nào thích hát dì vợt thì dùng con vang này. Con giá vàng này là chuyên dì vợt thôi, 500.000. Và một con Audi King, đây cũng là dòng vang số Liker. Con này thì có giá là 1.100.000 bao ship vang Audi King, vang số Liker này các bác nhá. Và tiếp theo đến lọc. Đấy, lọc thì em có hai con lọc 2U. Đây, con này con Dube. Đấy, mã của nó là EQ231. Con này bác nào mua để 800.000 bao ship này. Bên mạch sạch đẹp nguyên zin, mỗi tội là nó do vận chuyển nó sức tí góc này các bác này. Đấy, mỗi góc nó sức một tí. Thì bác nào mua về thì có thể là dùng sơn sơn nó lại nhá. Còn đâu ở giữa của nó cũng rất đẹp đấy. Bên mạch sạch đẹp. Con này nó là hàng công nghệ USA rồi. Giá của nó là 800.000 bao ship nhá các bác nhá. Đấy. Và một con Rockwell, con này là EQ231. Con này men mạch của nó quá đẹp luôn các bác này, rất rất đẹp. Giá con này 1.000.000 bao ship nhá. Con lọc gì? Con màu đen.
mã của là AQ231 này, giá 1 triệu bảo ship. Và tiếp theo là một bộ mic Beyer vỉ tím, con này là hàng nguyên zin, tay của nó tương đối đẹp các bác nhá, tay tương đối đẹp, đầu thu thì do vận chuyển thì nó tì vào nhau, nó có chút xước sát nhẹ, để bác nào chơi là 2.200.000 bao ship mic Beyer vỉ tím, đuôi chuột đời cao, cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc đầy đủ là 2.200.000. Và cuối cùng em có hai con AQ2231, con này nó thiết kế giống dòng lọc xì DBX2231 các bác nhé. Đấy, cũng có chế độ cắt xì đầy đủ các bác này. Con này nó thuộc hàng công ty Sudo này. Này. Rất nặng, con này rất nặng, hai nguồn. Đấy, tem QC này và tem của nhà máy này các bác này. Các bác và anh em nhìn bên mạch của nó rất đẹp luôn, có chế độ cắt xì cắt xèo đầy đủ các bác nhé, sử dụng hai nguồn. Thì con này 2231 này các bác nào mua em để cho với giá tiền là 2.100.000 bao ship con lọc này, em có hai con các bác nhé, có hai con lọc. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu gì về những mặt hàng mà em đã báo giá ở trên thì các bác và anh em liên hệ với Hương Giang Audio theo số điện thoại là 0979987696. Các bác và anh em mua hàng bên em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Dương chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác. Các bác và anh em hãy xem và đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh. Xin chào các bác nha.